Rồi giới thiệu cho lại. Đây là vịt vịt sim. Vịt sim nấu curry. Curry Ấn Độ. Nhưng mà về Việt Nam nấu. Curry curry vịt vịt sim cho tao với bà lại vô. Curry vịt sim. Vịt sim đó. Đây cái đầu con vịt. Đây là cái đầu con vịt. That look good. That look good. Đây rồi, tao. Cầm vậy hả? Xong rồi. Cho mày. Thôi. Đây. Cà ri. Rồi, ông phải Bảo. Rồi. Không sao đâu, họ lấy đũa gắp. Bảo nấu cà ri. Cà ri Ấn Độ vịt sim. Đây, ông Bảo cà ri Ấn Độ vịt sim. Bà ông Lai. Cà ri chuột. Cà ri chuột bữa nay cà ri Ấn Độ vịt sim, rồi bữa nay bà Lai làm thợ vịnh. Còn bà Út á thì cháy mít. Mít non luộc rồi chay. Luộc nấu rồi chay. Mít non luộc nấu rồi chay. Còn bà Hai, nè coi thấy bà Hai chưa? Bà Hai làm chiếu phim dịch dành đi bà Hai. Bà Hai quay phim. Bà Hai quay phim coi mấy người này nấu cà ri. Trời ơi, về quê mà cũng nấu củi bá cháy ha. Mẹ này thợ vịnh mà làm gì ghê ghê xê xê đó vậy? Để xin nắp giúp mình. À, được rồi. Cảm ơn. Thank you.